Như vậy là cả căn hộ tổng thể là có ba chiếc máy lạnh, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, khu vực bếp, khu vực phòng khách riêng biệt, đặc biệt là cái khu vực ban công, rất là đẹp và rất là rộng. Chúng ta có thể là để một cái bàn ăn ở ngoài này để ngồi vừa ăn vừa thưởng thức luôn quý cô chú anh chị, rất là mát ha. Chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Hải Nguyên Lên Nha Trang. Và ngày hôm nay em Hằng xin tiếp tục hành trình tìm kiếm và gửi đến cho quý cô chú anh chị những sản phẩm bất động sản căn hộ ngay tại mặt biển của thành phố Nha Trang xinh đẹp, để quý anh chị có thể sở hữu cho mình những căn hộ phù hợp với nhu cầu của bản thân. Và đặc biệt là căn hộ ngày hôm nay nằm tại tầng 40 của tòa nhà OC1A tầng penthouse với diện tích là 49m2 của chú anh chị, 49m2 bao gồm cả diện tích ban công, và với mức giá chưa tới 2 tỷ đồng. Thì có gì hay có gì đặc biệt, sau đây mời quý cô chú chúng ta hãy cùng đi tham quan bên trong của căn hộ nha. Và hiện tại em Hằng đang đứng tại khu vực ban công của căn hộ này, rất là rộng của chú anh chị. Ban công thì có thể nói là vuông vức, rất là vuông vức so với những cái căn hộ mà ở tầng dưới của chúng ta. Đây là căn hộ bên house với thiết kế cơ bản ban đầu là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Tuy nhiên thì căn hộ ngày hôm nay đã được gia chủ cải tạo lại hoàn toàn với hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh riêng biệt, phòng khách và bếp. Đặc biệt là có một cái ban công rất là rộng như thế này. Đây, em Hằng đang ở ngoài ban công và cái hướng ban công này là hướng bắc nha quý chú anh chị nha. Hướng bắc thì sẽ có view nhìn về núi Cô Tiên, một cái ngọn núi cũng rất là hùng vĩ và một cái nơi để mà các bạn trẻ đến đây để đi phượt, rất là nổi tiếng của thành phố biển Nha Trang. Núi Cô Tiên chúng ta thấy đang ở một cái vị thế là cô ấy đang nằm đúng không ạ, có mái tóc xõa dài ra biển rất là hay. Ở giữa là bầu ngực và phía cuối là cái chân của cô Tiên. Bên gọi là cái mái tóc của cô là trải xuống biển, chúng ta thấy là ở đây là một cái vịnh biển rất là đẹp của thành phố Nha Trang, vịnh biển Hòn Chồng, ngay tại đường con đường Phạm Văn Đồng của chúng ta luôn. Đây là một cái dự án mà trực diện ra biển của chú anh chị. Ngoài ra thì phía bên tay trái là khung cảnh thành phố với có núi nè, có thành phố, đặc biệt là về đêm á, những cái ngọn đèn lung linh nó chiếu sáng rất là đẹp nha quý chú anh chị. Đó, cái view này nó rất là hay nha, có núi, có biển nè, và có thành phố luôn, nó nhộn nhịp và nó có những cái điểm hay hơn nhiều so với là những cái view đơn thuần như là view biển không nè, hoặc là view thành phố không. Nó đặc biệt của cái căn hộ này là như vậy. Em Hằng đang ở tầng 40 và đây là cái khu vực ban công. Ở ngoài này thì em Hằng thấy là gia chủ có bố trí là những cái cục nóng của ba chiếc máy lạnh, ba chiếc điều hòa của căn hộ này. Đó. Căn hộ này là bao gồm là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh riêng biệt sau khi đã được cải tạo lại nha quý chú anh chị. Thì trước khi vào bên trong phòng khách thì em Hằng muốn quý chú anh chị chúng ta tiện thể đây, từ khu vực ban công có một cái cửa nhôm nhôm kính mờ như thế này kết nối để chúng ta có thể đi qua cái khu vực phòng ngủ. Cái phòng ngủ lớn sẽ có cái view giống y chang như là cái view ở từ ngoài ban công em Hằng vừa đứng. Thì ở đây là chúng ta có thể mở cửa sổ này ra để nhìn thấy view cửa sổ hai cánh và cửa lùa rất là lớn luôn. Đó. Quý chú anh chị có thể nhìn thấy view toàn cảnh biển, núi và thành phố của khu vực phía bắc thành phố Nha Trang. Và đây là toàn thể cái không gian phòng ngủ lớn. Ở đây có một chiếc điều hòa, chiếc điều hòa hiệu Retech quý cô chú anh chị. Đó, có trần thạch cao này, tất cả sàn đã được là gia chủ ốp lát lại bằng chất liệu là nhựa giả gỗ, nhưng mà dán thôi quý chú anh chị nha, dán. Còn ở ngoài ban công lúc nãy á, là em Hằng đang đứng là đã được ốp bằng gạch hoa. Giường này với size là 1m6. Mấy anh chị ạ. Và đệm là nệm dày là 25 phân, ga gối là mới hết. Đó, trên đầu nằm thì cô chú có đặt thêm một cái miếng nhựa PVC, nhựa giả đá thôi, để cho cái đầu giường của chúng ta nó sạch hơn, cảm giác là nó đẹp hơn. Đây đây là có một cái vách kính này thì bên trong này là toilet nha quý cô chú anh chị, toilet riêng của phòng ngủ lớn. Đây, chúng ta hãy vào bên trong
Toilet này thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng được ốp lát đầy đủ rồi. Ốp lát bằng gạch màu trắng. Ở dưới sàn là gạch chống trơn màu xám. Cái khung cửa mà cửa kính nhìn ra bên ngoài phòng ngủ thì cô chú có lắp thêm một cái tấm rèm kéo nha cô chú anh chị. Rèm kéo. Ở cái khoảng không gian ở giữa phòng ngủ lớn và phòng ngủ nhỏ thì ở đây thì cô chú đặt một cái cửa, một cái tủ đựng đồ rất là lớn. Này là bên này là cái cửa, hai cái cửa này, hai cánh này, tủ hai cánh này. Còn bên này á là hai cánh nhỏ hơn. Ngoài ra thì còn có những cái hộc dài ở phía dưới, 1 2 3 4 hộc ở dưới. Nên chúng ta đựng đồ thoải mái luôn. Ở phía trên này là có một cái ngăn riêng để chúng ta đựng những cái vật dụng, nếu mà không còn thiết để dùng thì chúng ta có thể cất và khóa ở trên này luôn. Rất là tiện. Bên trong tiếp theo là một phòng ngủ, một phòng ngủ nhỏ, một chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì kích cỡ là 1m4 x 2m thôi quý chú anh chị. 1m4 x 2m. Phòng ngủ này là hướng có cửa sổ này để chúng ta mở cửa. Mở cửa ra ngoài hành lang của căn hộ luôn. Hành lang ở đây là gần đi qua một xíu là cái khu vực thang máy nha quý chú anh chị. Chúng ta mở và khóa lại. Ngoài ra thì còn có một cái rèm kéo ngay chỗ đây, ngay cái cửa sổ, để chống cái ánh sáng ở ngoài hành lang vào, rọi vào khi chúng ta ngủ, cho nó dễ ngủ. Phòng ngủ này cũng có một cái chiếc máy lạnh Ritex ở trên này nha quý chú anh chị. Và đặc biệt là cả hai phòng ngủ đều có hai nhà vệ sinh riêng bên trong. Và chúng ta hãy cùng vào bên trong quay cái nhà vệ sinh cho cô chú được xem. Cũng có đầy đủ những cái trang thiết bị như là bệ này, lavabo, vòi sen tắm đầy đủ ha, gương soi. Có cái máy hút mùi luôn các chú anh chị. Căn hộ ngày hôm nay em Hằng gửi đến quý cô chú anh chị là căn hộ penthouse, căn hộ tầng 40, số 22, kế căn góc sau của tòa nhà OC1A. Và từ đây, từ phòng ngủ nhỏ, em Hằng đi ngược lại về hướng phòng khách. Phòng khách là cái nơi kết nối gần nhất với khu vực ban công, là cái vị trí đầu tiên em Hằng đứng để giới thiệu cho quý cô chú anh chị được biết căn hộ ngày hôm nay. Đây là khu vực phòng khách với... chủ nhà đã đập cái cửa ban công và làm thành hai cái cửa lùa như thế này. Nó rất là lớn luôn. Làm cho cái không gian, cái căn hộ của chúng ta nó có không gian nó mở hơn, nó lớn hơn. Và nó nhiều ánh sáng vào nên chúng ta cảm thấy là nó sẽ rộng hơn và nó thoáng mát hơn rất là nhiều so với là những căn hộ mà chưa đập cái cửa ban công như thế này của chú anh chị. Đây thì em Hằng thấy là cái bộ sofa này mới hoàn toàn luôn, chưa sử dụng nha, chưa sử dụng. Cây này cây giả thôi quý anh chị, để cho cái ngôi nhà nó có thêm cái không gian xanh. Sofa này là sofa mới luôn. Trên bàn em thấy có cái cây hồng môn nè. Hồng môn này là biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng. Rất là đẹp, cây này cây thật nha quý anh chị. Bàn sofa thì nó có hai bàn, một cái bàn lớn và một bàn nhỏ. Rất là cách điệu đúng không ạ? Và một cái đôn ghế. Ngoài ra thì đối diện cái sofa thông thường là một chiếc tivi để cho gia đình chúng ta khi có thời gian rảnh rỗi thì ngồi cùng xem tivi, có những cái giây phút thoải mái bên nhau. Đây là tivi Samsung màn hình phẳng 55 inch của chú anh chị, rất là lớn, 55 inch luôn. Ở đây là một cái bộ bàn ăn. Cái bộ bàn ăn phía trên có cái đèn, bàn ăn này thì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà cũng mới vô chú chị nha, mới chưa sử dụng luôn, rất là mới. Bên này có hai cái bức tranh về biển, nhìn nó rất là mát mắt ha. Và cuối cùng, không gian bếp em Hằng sẽ mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng xem qua cái không gian nhà bếp của căn hộ này thì có gì hay nha. Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà được thiết kế rất là gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt là có ở trong này có cái nơi để bỏ máy giặt luôn đó chú anh chị. Thì thay vì máy giặt để ngoài ban công thì ở đây cô chú đã đưa máy giặt vào bên trong cái khu vực nhà bếp luôn.
Đây là cái máy giặt Toshiba, cũng còn rất là mới. Toshiba lồng ngang với chú anh chị nha. 7,5 kg, có thể giặt là 7,5 kg. Một chiếc cái tủ lạnh Awa này cũng còn rất là mới. Tủ bếp thì cũng đầy đủ, bếp trên, bếp dưới. Đây, bếp trên, bếp dưới. Còn bếp thì chúng ta đứng đây để nấu nè. Bếp này là có cái bếp từ đôi, bếp từ đôi. Xong nồi chén bát thì chúng ta để cũng đầy đủ nơi để mà chúng ta có thể để những cái vật dụng của nhà bếp. Ở đây em Hằng thấy là cái tủ bếp dưới là tủ đã qua sử dụng này, cô chú sơn lại thôi. Còn bếp trên này là mới, bếp trên này là mới lắp đấy ạ, là bếp mới nha. Ở đây có một cái kệ chén đơn giản, mình rửa chén mình úp lên đây cho nó ráo nước rồi mình sử dụng. Ở đây thì do cái không gian nhà bếp nó nhỏ nên là cô chú để chỉ một cái bồn rửa chén đơn thôi, bồn nhỏ nhỏ xinh xinh. Và đặc biệt là em Hằng để ý thấy là cái cửa của cái phòng, cái căn hộ này nó rất là lớn nha. Cửa này là cô chú cũng đã thay thế và sơn lại rồi, đặc biệt là lắp cái hệ thống là cửa từ thông minh, sử dụng vân tay và mật khẩu nè. Đó, vân tay mật khẩu rất hiện đại. Cửa chính của chúng ta là hướng đông nam của chú chị nha. Cửa chính là hướng đông nam, ban công là hướng bắc. Đây, quay trở lại phòng khách thì trên trần thì em Hằng thấy là có lắp một cái chiếc máy quạt cũng rất là hay nè, vừa quạt và kết hợp với chế độ đèn luôn của chú anh chị, rất là hay ha. Ở phòng khách này thì có một cái chiếc máy lạnh Samsung. Như vậy là cả căn hộ tổng thể là có ba chiếc máy lạnh, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, khu vực bếp, khu vực phòng khách riêng biệt, đặc biệt là cái khu vực ban công. Rất là đẹp và rất là rộng. Chúng ta có thể là để một cái bàn ăn ở ngoài này để ngồi vừa ăn vừa thưởng thức luôn quý cô chú anh chị. Rất là mát ha. Với mức giá mong muốn hiện nay là cô chú đang muốn bán với cái giá là chỉ với 1,950,000,000 đồng, bao hết thuế phí sang tên, chúng ta ra công chứng và về chủ đầu tư xác nhận của chú anh chị nha. Về pháp lý của căn hộ và cả dự án Mường Thanh Viễn Triều hiện nay là hợp đồng mua bán, giao dịch qua phòng công chứng hoặc là sang tên tại chủ đầu tư. Thì căn hộ ngày hôm nay chỉ với diện tích là gần 49m², là bao gồm cái ban công, và diện tích sử dụng là 45m². Thì nếu quý chú anh chị trong tầm tài chính là 1,900,000,000 đồng và có nhu cầu là mua những cái căn hộ tầng cao như thế này, tầng trên cùng, tầng bên hao luôn, thì hãy gọi cho Hằng theo số điện thoại là 0972 331 587, có hiển thị trên màn hình. Một lần nữa em Hằng kính chúc quý anh chị cô chú một sức khỏe dồi dào và có một công việc thuận lợi. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.